guys, mình xin chào các anh em lọt tiếp chương trình vlog thứ 2 của chương trình đó. Hãy xem vlog với chương trình này cứ nhóm thưa lại nó cả đời xa tại. Vì cứ chương ngày tí 1 của năm thứ 2 hồi mà nhóm nó cứ quạt bàn giấy tha phải chia tới đã lên nhóm pính. Hay là thêm một nhóm nó cứ một chấm tự tiếp tại ngựa bị kế nhờ cứ tiếp tại lục một đái. Hãy đôi nhóm họ đón chứ cứ nhóm tới chú lục mạng nhóm sân. Cho dương chúc niềm lo tiết nơi bê đài nhóm chú lụa mạng nhóm hời. 5 hours later. Hello guys, welcome back lo tiết. Ở lời cứ nhóm chú lụa mạng nhóm hời có chú hiểu bản khó thai đấy. Tại một lần tịnh năng cứ có phép mà nhóm bó xe mẹm khối tiết. Ở lời cứ nhóm tạo bó xe mẹm sân. Hãy dương chúc nế nơi bê nhóm bó xe mẹm hời. Chúc niềm lo tiết. Ở lời cứ nhóm bó tiết hời ấy. Ở đôi ngày bàn mưa chẳng cứ bị xa đấy. Hơi cái đó mà nhóm thật ăn sắp hơi đây. Hơi sắp hơi đây nhóm cực vốn tại ăn nóng cứ đi bớt đây ta sẽ đào lục khao nhu phối. Hơi bình dây bị tổ lọc ăn sắp hơi với cứ nhóm bạc tăng phí. Và hai chừng ngày mùi khai đọc mùi tăng phí nhóm tên miền bóng đi phổng ấy. Chẳng là đời xa vì chẳng làm thơm ấy chẳng nhóm chọn chạp đám tổ lọc này cả ăn đó nhóm làng vinh. Chẳng như chụp khi mà nói tiết là bây giờ nhóm chạp đám nhằm bài. Lớ mong chỉ đọc mũi hay nhung cờ từ tại chụp ăn phở đây từ xa tại mạng nhung còn hai từ nhảm bái thời chụp bút tham lam dành nhung thọ một nắng nên mưa tới đôi chỉ hình cho con mày tê bồi vì lươn pe thời lươn nó còn xa tại pe nhung kê nhung dùng ngờ ngọ tại nhung cái thời việt ấy chứ hà lời chụp kia là tập bài chụp kia sai chỉ phải lon tiền là lời cứ đọc mau như nhảm bài thằng ngày thuận ấy bồi mau chỉ đọc mũi ấy thời nên mạng ở vùng đôi bái hay mà hộp miền anh ấy là lắc this one là lắc anh ấy ở cha tại cuốn hai anh ấy call chụp chụp lời cứ nhung nhảm bài sân hay chụp nếp về nhung nhảm bài hai 20 minutes later lời này cứ nhung nhảm bài hai ấy hơi có nhung hồng cùi lên thì sân chơi bắt đầu bị nhung cùi lên cứ nhung là chào đam phơi kịch cả cần là bao nhung chơi chụp nếp là không tham lam phơi kịch cả cần là hello guys, lời cứ màu môi ấy hay nhung cả hiện cần đặt nhung ban mà màu đấy. Hay chụp lồng hạt để nhung phơ nó ban thầm bầm bảy tới bầm bốn lồng hạt té. Đây lồng hạt tầng ót cứ bên miền hồ tạt đỏ đập hẻm lồng hạt đây nè khu cần đặt nhung quạt đào phơ. Hơi có hai chi vô nó ngành kia chân về mình chỉ bàn hạt té. Chơi nhung hồ tầm mũi tạt sân. Hơi tạt bị mũi tạt hai cứ nhung nâng xe mẹ tết. Hơi nhung nên chụp đam hiện nơi chụp luôn complete. Chơi như chụp nên nó không time lapse hiện chụp luôn complete tất cả này. Chúng ta sẽ chết mấy bọn tiết ở lời cứ nhóm mà bị chọc ở ca hiến complex bao nhiêu mấy hay mong ở lời cứ mong bị cả là đấy hơi nhóm có ọt đăng thật thở phơi ấy tiết đấy hơi miền tạm mùi tiết cứ nhóm phải chia sẻ mẹ sẵn chân bằng miền ấy thơm ấy tiết cứ nhóm nâng phép nó khá nê tạm khỏi chân nhóm cho thật khổm sẵn ấy chân chúc nha nó bê để nhóm miền ấy thần giấy tiết chúc nha bọn tiết ở lời cứ mong bầy chiến ấy hơi nhóm thao hiểm bọn tiết bần tay ba mạng nhóm có tha có thổ tạo lên nhóm bệnh đột nhóm giấy căng bị bê phật chân nhóm tham bầm hai chỉ quạt đa lên ngày nắng chơi thượng nhóm thọ vào lọt nắng hai đôi nhà này khơi mũi tiết cứ nhóm đồ cả ấy bị bò thân out là bẹp bò cả chủ quấn giờ này chụp hình nói tiết nó về nè để nhóm chật chân mình tên về chỉ làm từ sau yeah a few moments later lời cứ dương chân tới hờ giờ này chụp hình nói tiết nó không làm hai cái này giờ là thời tớp hai chỉ thời tớ ion sau chụp hình nói tiết là không làm đội nhà khi ban lưu một lần chân cứ nhung hà nhung mình thọ mà đoan tiết nó về để nhung chơi từ phòng lan người ta cứ nó về chơi phòng lan tới cứ nhung phải thọ hay nhung xong tô nẹt khi mình tên hay hiểu mà dạng tiết đấy cứ nhung hoàn phèm nẹt thì hà nhung nâng từ ion sân thở người ta đây cái nẹt hà đầu về từ đó ion cứ mình nuôi chơi về hay ban nhung cả hà mà chơi ion tới từ nhà mày mỏng từ nhưng mình tập vẫn đang đấy để thở phèm nẹt khi so enjoy the rest of this video lời cứ dưa mà đó lại nhâm ấy hơi dưa mà nhâm ấy là sakura so nhâm ấy sẵn hay nhung hai chị ở miền thọ đây nhâm đấy và hai chị thọ chỉ lẹ cái nào footage chân chụp nia về tại đó te hà món yeah. Hello guys, lời cứ nhóm ba mà đo và tụng nhóm với nháy hời lời cứ mong bờ cả là hay nhóm mà đo tẹp liêm nắng cứ tăng mong bằng mùi chiên tay
nhôm ở ban thọt phụ ấy nhôm plate hay bấm mọt đó thì mô lươn đang mau của mối năng cái đó xa ta ion cứ stem tên hay trên tớp ba nhôm cọt thang mà châu tế để chỉ hai phơ ở dương nhôm ba mà nhôm ấy nên từ nhà mấy tăng mọt bốn hay mà đó thì mau của mối năng hay với đó mới nên cái nhôm xong phải cho với thẩm năng đá nhôm hai chỉ thở hiền tích tiết cả là mau rồi mà mau tiết dụng nắng và tôi bị thọt ở này chóp hay nhôm đã time lapse nhôm hiện là hàng trong video đấu chân nhôm vật sống khăn thế phải tốt rồi không hoặc không còn là bạn cả là trong cả là môi của là guys chúng mình liên and I'll see you guys in the next video. Bye bye.